Cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội. Khi tầm 5:30 là đến. Mua vé chưa? À, mua cả mua luôn. À, mua vợ. Không, hay xem hết thì mình làm cả mua luôn. Cả mùa rẻ hơn không? Không, mà thì 400. 400 cả mùa à? Vâng. Thế trung bình là mỗi trận là bao nhiêu trận? Không, mà là 13 trận. 13 trận đi lít. Kìa, mấy cầu thủ vẫn đang của Hà Nội đang ăn phở kìa. Hà Nội đến rồi nhưng mà Đà Nẵng thì đây ai? Thì đây này chứ. Đúng rồi. Bây giờ mới đến. Đèn đây còn chưa bật ra. Các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Minh Tuấn. Đấy, ô tô của chở đội Đà Nẵng. Đây, cổ động viên Hà Nội. Xe chở câu lạc bộ Hà Nội. Hà Nội FC. Ở đây là sân trước trận đấu. Đây. Vé xem xe của VTV để truyền hình trực tiếp.
phía trước sân trước giờ thi đấu. Còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ thi đấu. Cổ động viên đang vào. Ngoài sân này còn tiếng nữa là trận đấu bắt đầu, nhưng mà những khán giả chưa tới chưa nhiều. Xe chở câu lạc bộ Hà Nội FC này. Đến chưa nhiều lắm. Đây cửa thứ 6. Video trận đấu giữa Hà Nội FC và Đà Lạt trước giờ thi đấu khoảng một tiếng đến đây là hết. Kết thúc. Cảm ơn mọi người theo dõi, mọi người ủng hộ khách bấm đăng ký kênh, like. Xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo.